Xin kính chào quý bà con, quý quá chị các bạn đang nghe xem kênh thì sáng hôm nay là thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm biết cập nhật sơ qua tình hình Bắc Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chúc quý bà con, quý quá chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình Bắc Thái hàng ngày hàng tuần, mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý quá chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá Bắc Thái hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình Bắc Thái hiện nay thì giá đang xuống ở mức rất là thấp. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng trở lại. Hình ảnh Bắc Thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đầu tiên là ở khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì nó nhất dao động từ 8 đến 9 ngàn, ít gì là 5 ngàn, trong lớn là 5 ngàn, trong nhỏ dao động từ 4 ngàn. Chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 2.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức giá động từ 9.000, ít nhì là 6.000, cho lớn là 6.000, thương lái giá động từ 4.000, thì mức trăm ba giá động từ 2.000. Chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái cũng đang mua chợ với giá động từ 2.000. Còn ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mức giá động từ 10.000. Ít gì là 7.000, trong lớn là 7.000, trong nhỏ dao động từ 5.000 và mít trăm ba dao động từ 2.000 đến 3.000. Chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 2 đến 3.000. Ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dự mít. Còn ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì giờ mít dao động từ 5.000, trong lớn là 3.000, nhỏ dao động từ 2.000. Đất chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 1.000. Khu vực Tây Nguyên thì mức giá dao động từ 4.000, trong lớn dao động từ 3.000, trong nhỏ dao động từ 2.000. Chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với dao động từ 1.000. Hiện nay ở khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Đông thì xuống rất là thấp. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc quý bà con, quý bác chị, các bạn đang xem kênh sáng một ngày thật là vui vẻ, may mắn và thành công.